Anh Độ tìm anh á? Đâu? Ôi. Em đây Độ ơi. Ui, chơi bắn mèo không nhỉ vậy? Bắn mèo anh, ok anh ơi. Làm ván. Làm ván này. Chú sói chào chú chưa? Chú sói. Chú sói chào chú nhím chưa? Con chào chú nhím ạ. Chú chào chú sói nhá. Thôi bắn đi, bắn 3 người, bắn một ván là được à? Ok rồi. Bố ơi, bố có mẹ ạ. Con có thể nói chuyện với các chú được không? Thì đây, con đang nói chuyện với các chú mà. Các chú đi bắn bia hết rồi con ạ. Thế thì có mớ chú gì ạ? Chú nhím. Và đi bố. Chú nhím chứ. Chú đây, xong rồi, xong rồi. Lê mẹ ở đâu anh Độ? Lê mẹ. Ai lê mẹ đây nhở? Quả súng mới này. Lê mẹ. Chúa cho con bắn. Chúa đừng bắn. Mày bắn từ từ cho cháu nó bắn với được không? Đây. Bắn đi. Chú sói chê chú rồi thề. Chú ơi đợi một tí. Không đợi, chú sói chê chú không đợi nữa. Đi trước đây. Trước đây chúng đợi chú sói nhau. Thôi chú không đưa chú sói đi bơi nữa. Bố chú cầm khẩu súng lầm thế bố ạ. À? Alo chú. Ơi chú đây, chú có nghe chưa? Bây giờ con có. À thế à? Đúng rồi. Tùng, bố chú... bố con vào của gì bố ạ? Súng tùng sói lầm thế. Ơ súng con khỏe mà. Đây này tùng sói ơi, súng này xịn hơn này. Bố đi vào giúp con. À ở nhà. 177 thiết phú. Tùng sói biết chú bảy không? Có. Biết. Ủa tùng sói giỏi thế. Ui. Chú bảy con gái à? Ủa. Là chú sao lại là con gái? Mình không ạ. Ơi chú đi có việc đây tùng sói ơi. Tùng sói chơi mình nhá. Không ạ. Ủa con chỉ level 31. Ui tùng sói level thấp thế. Có chú yếu lắm á. Ơ chú 71 cơ mà, 71 phải hơn 31 chứ. Có chú yếu ấy. Thế bây giờ 71 cộng 31 là bao nhiêu? Bằng. Là bằng. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Biết rồi, là bằng. Là bằng bao nhiêu? Nào cộng sai là đi ngủ luôn này. Cộng sai không chơi nữa này. Cộng sai chơi mình này, bằng bao nhiêu? Cái gì ạ? Bằng... bằng bao nhiêu? 102. Lâu thế nhở? Bao nhiêu được rồi? Ôi, tụi xóa giỏi quá! Thế sao chơi một mình được rồi? Tụi xóa chơi mình nhá, chú đi đây. Rồi xong. Chú chơi mà, chú vẫn trong mày mà. Chú vẫn trong mày mà. À, mày như vậy. Ôi, khóc thật ạ? Phải khóc thật. Chú chơi. Thật thạc này. Em hết rồi. Ok, tao bảo mạng nhà mày lag mà. Ừ. Ủa các chú đâu ạ? Đây chú đây. Nghe không nhau được đúng không? Chú xin lỗi nhá. Tuần sau đi bơi nhá, tụng sói nhá. Tuần sau chú đưa đi bơi nhá. Nhá, tụng sói nhá. Ừ. Ở yên đấy. Bố xe đang kết nối nhở? Sao lại cho mắt chú treo? Thế á, chú các chú treo thôi mà. Đấy, chắc là... Chú bảo con ấu chơi.
sao lại thành công cho chơi rồi. Tiếng nhím nè, tiếng đứa chêu Tùng thôi. Tùng ơi, sẵn sàng Tùng ơi. Tùng ơi. Sẵn sàng này, bắn này, bắn này. Ok. Bắn đấy, bắn nút đấy đấy. Rồi. Tùng ơi, chú cho súng, súng này bắn điên lắm này. Đâu. Đây, không khóc nữa nhá. Nhà phải không khóc nữa nhờ. Đây. Ừ, lát rồi. Ừ, đây, đây, đây. Ủa, đây, 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 đây. Dỗ ngay, trời ơi. Ôi, vẫn kiểu nâng nấc cơ. Tùng sẵn sàng đi Tùng ơi. Vâng ạ. Ok. Nào, chơi thật này. Nào, chơi thật nào. Ta chiến trường không khóc này. Tùng giói này. Đi vào hầm đi. Chú con này ạ, chú dùng cái súng giống con này này. Ừ, ừ. Đi. Không, súng Tùng sói lởm lắm. Chú chơi con khác. Chú chơi con khác là chú phải dùng súng khác con chứ. Chú Tùng sói lởm lắm, chú dùng súng khác rồi. Đây nhìn con này. Ui, ui, ui. Ui, ui, Tùng sói toàn súng bắn thôi. Ui, Tùng sói bắn thôi. Mày. Hay quá, Tùng sói ơi. Xuống lại con một tí. Đây, 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 ui. Ở đây có phi tiêu này. Đâu anh? Không dùng phi tiêu đâu, yếu lắm ạ. Ừ. Quả thế không biết tận hưởng. Đứng sau bắn thôi, đứng sau lưng chú. Chú bảo vệ cho. Em bom đi Tùng. Bom đâu? Đúng rồi. Con ném bom. Tên của bạn. 5 phút mà bố không thấy con ném bom là đi ngủ luôn nha, nghe chưa? Ô, hòm đỏ xong anh ơi. Hòm đỏ, hòm đỏ. Ôi, nâng cấp đây, nâng cấp đây. Từ từ anh bảo, anh bảo. Dạ. Em nhận ấy rồi. Em nhận giáp đi. Vâng, em nhận. Đúng rồi, lấy dòng thứ hai Tùng ơi. Mở hòm đỏ, mở hòm đỏ. Lấy dòng thứ hai. Con lấy hòng thứ ba. Ôi. Con lấy chưa? Rồi dạ. Ê, quay lại đằng sau, quay lại đằng sau. Con với cái nói một đằng làm một nẻo. Dòng thứ ba. Quay về đây, quay về đây. Quay về đây, quay về đây, Tùng sói ơi. Đi. Con khóa nó lại. Đúng rồi, khóa nó lại đi. Tí nữa đến bốt thì khóa. Lùi đằng sau, con bắn từ đằng sau thôi, con không chạy đằng trước. Nào, con ném bom không? Không đi ngủ này. Con ném bom đấy con. Khóa nó lại Tùng. À, nó lại đúng rồi, đúng rồi. Ê, cẩn thận mấy con. Ui, Piket, Piket, Piket. Chết ta rồi. Đây rồi. Đây đây, sao xong rồi. Đây rồi. Ui, mày thế. Súng bom này, con chọn súng bom. Chú lấy súng này đi. Ê, chú ơi, chú. Không đánh ngon này. Chú ơi, chú lấy súng này, đừng. Chú ơi, chú lấy súng này, quẻ này này. Ông súng này lởm lắm, chú cũng lấy đâu. Ôi, đốt hai này chú đây. Ơi. Không, đừng. Chú đừng lấy. Yếu lắm, lởm lắm. Rồi, rồi, chú lấy rồi, rồi. Đây, đúng không? Súng này đúng không? Đây, Đi, Tùng ơi, ra lấy hòn này. Rồi, rồi, chú lấy rồi, khỏe quá. Chú đừng lấy cái súng, cái con... Ừ, chú vứt rồi, chú vứt rồi. Con kia nhá. Ừ, chú vứt rồi. Ê ơi, súng tung sói khỏe thật thế sao ấy. Con phát chết luôn. Hay là anh nhở? Đâu, chắc tối thật đấy. Tùng sói yếu. Ui, Tùng sói gặp súng lởm thế. Tùng ơi, ném bom. Không bị đi ngủ bây giờ. Tùng lấy hòm trên đây. Rồi dạ. Lúc nào con cũng lấy nhanh mà. Cái... Ui, Tùng sói lấy nhanh thế. Lúc nào con cũng lấy nhanh luôn. Đây, có khẩu súng ba mòn trông lởm. Con làm cái gì đây? Đi. Đấy, chúng ngay sau lưng rồi. Rồi. Mà e đạn. Chết rồi anh ơi. Chết rồi. Chết rồi. Ok. Tùng sói nhá. Chú giết bom giết Tùng sói đấy. Cứu Tùng sói đấy. Có cảm ơn chú ạ.
Con ui. Cảm ơn chú rất nhiều. Tùng đứng ở đằng sau bắn đấy nha, không được chạy lên đằng trước nghe chưa? Để gì? Thế thì các chú chạy lên đằng trước, chỉ có mỗi con đứng ở đằng sau à? Đúng rồi, đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng sau lưng chú được. Chú đang chạy đằng đây này. Đi nào Tùng, nhanh lên, cứu, cứu. Cứu đằng sau ấy, chú sắp chết rồi này. Sao nó cứu? Nhanh Tùng. Ây à. Đây. Ui, hoang vàng, hoang vàng. Cứu chú, Tùng sói ơi, cái gì? Sắp chết cứu, rồi. Cứu, cứu. Sắp chết rồi, Tùng sói ơi. Ui. Ô, cứu. Đây. Đấy, tôi sợ cứu đi. Uống nước đi. Nước và cục mấy cái cục đá bố ạ. Ừ. Đúng rồi, bố ơi, bố con có 2548 tiền. Này, ê, không tiêu đi. Ông khoe đồ. Đánh bốt rồi, đánh bốt. Đúng ơi, hâm. Đây. Đây. Hâm đây. Bố bảo là hâm. Hâm á? Đúng. Bố vừa có bánh bao không? Không có, đợi tí có luôn mà bố gọi. Sắp có rồi. Bố lấy bánh bao về rồi bố đưa cho con nhá, ok không? Ok. Chắc này nhờ. Đi Tùng ơi, Tùng đâu đi, rồi? Đi Tùng ơi. Con sợ lắm, con không thể đi được. Ơ kìa, bố bảo là con ra ngoài mà lại chui vào trong rồi. Ơ kìa. Ra ngoài làm gì? Đâu? Bố đâu? Quay lại đây, đằng sau. Đằng sau. Đằng sau con không đi cái chỗ đấy nữa bố ạ. Khi nào con 8 tuổi con mới đi được. Đây con mới 7 tuổi, nghe chưa? Hay là 12 tuổi đi. Ok. Ơ, thằng Tùng đâu rồi? Con đang trốn đi tại vì con mất hết máu rồi. Con lại trốn, thế còn chú sao rồi Tùng sói? Chết rồi này. Ok. Chết hết rồi. Ok con ve. Ok con ve á? Tùng sói ơi, cứu chú sói nó lại. Tùng sói ném lựu đạn đi, không phải đi ngủ bây giờ này. Hay quá. Đây rồi, xong rồi. Bánh bao này Tùng sói ơi. Bánh bao này. Con còn máu rồi. Ủa? Con nhiều máu rồi. Đây. Có khủng long trên kia nè. Đúng rồi. Thôi nó. Khủng long trên kia trông buồn cười nhờ. Chú ạ. Đi đi cơ. Khủng long trên kia trông buồn cười nhờ. Đúng không chú? Khẩu súng Tùng sói cầm buồn cười ấy. Tùng ấy yếu lắm. Nâng cấp. Tùng ấy lởm lắm Tùng sói ơi. Chú không bấm E à? Nhanh vậy chứ. Khỏe vậy cứ đâu. Khỏe vậy lên đấy ạ. Con thì sao hả? Có khi bạn mô hóa của người bá hàng rong. Wow. Ai có bị chết không? Ăn bánh mì ra này. Ê, mình không mua được. Chú ơi, có chú nào bị chết không? Có chú nào sắp chết không? Ăn bánh bao ở đây này chú ạ. À? Không chú. Okay. Chú khỏe lắm. Ăn rồi. Nào đi, Tùng. Bố ăn rồi á. Ăn hòm đi Tùng. Con lạc đi tè. Chú ạ. Ok hả? Không sao anh ơi. Hợp lý, em đang đến rồi. Cái gì mà nó tè lắm thế nhở? Mày ra đây mày nhìn con tao này. Nó đi tè, nó đứng ngay mẹ ở dưới cái hàm phụt lửa này để nó đi tè. May là nó không phụt nữa rồi đấy. Chịu luôn ấy. Liều ấy. Đi Tùng. Con đi đâu đây? Bố ơi, bố đi ra đây con bảo. Nào có đi không này, bố đi trước nhá. Không. Bố đi ra đây con bảo về đây. Ui mạnh. Ui ôi. Ui. Nó cứu. Con đi bố ạ. Con à? Bố nấc đi. Bố, okay. Nấc vào đây. Ok. Đi ra đây bố. Đi. Ôi, okay. Bố đi theo con. Phải mà. Bố đừng bắn. Nấc vào mấy cái cục đá này ở đây bố ạ. Bố bảo nha, nếu như tất cả mọi người cùng nấp ấy, là tất cả mọi người sẽ cùng chết đấy. Chiến đấu đi con.
Ôi à. Cứu bố. Cứu. Cái đâu bên trên đâu? Anh có katana. Đây có katana ba dòng màu xanh dương với cả bao món này. Bố ơi, có mạo. Ra để bố ở trong đây còn bánh bao ấy, bố ăn cho bánh bao chưa? Bố mua bánh bao chưa? Bố mua rồi. Đi. Bố mấy máu ấy bố? Chẳng cần đâu. Bố 150 máu. Đi. Con là 138 máu bố ạ. Ok. Ok. Cẩn thận nhá, tục sói nhá. Này, tao ghét tao đấy nhở. Không, bố cứu. Đây, chú cứu. Ây da, chạy luôn. Ây da. Bố lại cứu con. Bố, ai phải hồi sinh đi. Anh ấy đội. Cứu bé. Bố, con tao chết rồi à? Không sao, tụi giỏi ơi. Không sao, tí nữa bố hồi sinh không được. Bố không tí. Hai máu, hai giáp à. Tí đi bú. Đúng. Ui bố như này có súng bắn kim đây này. Như này ở bên phải chú ấy, chú á. Đây là chú á, nhìn ở bên đây, phải. Đây, chúng đây súng à? Kim mà này. Đây. Bố quay lại, nhìn. Đâu. Đây à. Bố quay một vòng đi. Ngồi yên trên ghế. Bố quay một vòng đi. Ngồi yên nha, tụi sói ơi. Đây là bố đang này ở trên này bố này. Dám đứng dậy. Bố nhìn ở một vòng đi, con vừa nhìn thấy súng phải cực. Rồi, nhưng mà con chết rồi, con không nhận. Alo. Em đây ạ. À, ừ. Em bị lỏng tai nghe à anh? Đeo tai nghe không được chạy ra nghe chưa? Nghe rồi ạ, con vừa nói với bố. Tụi sói nghe lời bố nhá, không chú không chơi ở đâu này. Ok. Tụi sói thơm chú cái đi. Thơm mà tạo ra tiếng ấy. Ok rồi. Ra đây. Tụi sói thơm chưa? Thơm. Thơm chưa? Con nhìn thấy. Thơm chưa? Thơm bác. Ừ. Thơm bác. Ôi khỏe này. Sao là không hiểu. Nó vừa thơm chụt rồi mày không nghe thấy à? Không nghe thấy anh ạ. Nhưng mà em biết mà. Quá nó vào Tùng, lùi ra sau. Được chưa. Ai bảo chơi nhỉ? Ai bảo chơi? Cứ thích chạy lên. Ai bảo chơi nhỉ? Chú bấm trường bên phải đi. Không phải ngắn ý. Đây, như này. Rồi. Ui, khỏe chưa? Chú bấm trượt bên phải đi. Bùm. Đúng rồi, đúng chưa? Bùm. Chú bấm trượt bên phải đi. Đấy, chú bấm rồi. Ơi. Đi thôi. Nó ra kế đạn. Khỏe cực. Ừ. Chú cứ bắn đi. Chú cứ bắn kế súng đấy đi. Chú đừng bỏ cái súng đời nhà. Ok không? Ok. Súng mình khỏe nhờ. Đúng rồi. Ui. Mà súng tụng sói yếu này... lắm. Ui, chú ơi, nhìn súng con này. Chú nhìn súng con này. Đâu? Ui. Nhưng mà súng ấy to nhưng mà yếu lắm. À, súng ấy được, đấy cho nó bắn súng ấy. Súng đấy nó hút. Được, Tùng bắn súng ấy được ấy, ok là đấy. Ok. Đi. Ba có 3.555. Chú ạ. Ui. Tụi sói nhiều tiền thế, con không cho chú. Tụi sói ích kỷ. Làm sao con đưa tiền được nhỉ? Chú. Chú làm sao con đưa tiền được? Tụi sói cho được tiền mà. Nhưng mà chắc tụi sói không muốn cho chú rồi. Tụi qua đi mất. Con mà con đưa cho chú một ít là bấm vào đâu? Bố ạ. À? Không đưa được. Sao? Không đưa tiền được. Con này nó thế. Đưa tiền thì làm sao ạ? À? Đưa tiền thì không được chứ sao? Không được đưa, không đưa được. Tiền ai? Hết lời rồi đấy. Không biết giải thích như nào. Ấy ạ.
quá. Đây là ai kéo đấy? Bố cứu con. Bố cứu. Cứu nó cá, cứu nó cá, cứu nó cá. Cứu nó, cứu nó, cứu nó, cứu nó. Sao chú cứu rồi, chú cứu rồi. Nói cảm ơn chú chưa, cảm ơn chú chưa. Nói cảm ơn chú con ăn đất. Đi, đi. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Ờ, chú nhím ra sao cơ, chú nhím, chú nhím. Chú nhím như nào, tụi sói? Chú nhím chua con ạ. Không, chú nhím đẹp trai. Thôi đi tụi sói. Đúng rồi. Ai? Con vừa bắn á chú ạ. Thế á? Chú cảm ơn con chưa? Vừa bắn xong. Chú cảm ơn tụi sói nhá. Ừ. Hay ạ. Sói vào cùng. Ôi chó nó lại rồi. Ấy. Ấy. Đâu rồi? Đâu rồi? Chúng mình khỏe nhờ. Ừ, chúng mình khỏe thực sự. Chú lấy kiếm mà. Ừ, chúng nó kiếm. Chú lấy kim mà. Đúng rồi. Kim tiêu à? Kim tiêm. Ê chú ơi, đi đây, chú ơi có hầm mà. Đi, vào hầm đi. Đây, đây, vào hầm đi. Thế thì nó có bắn chú không ạ? À? Có chứ. Sao sao nó bắn chú? Ok kìa, tao bị bắn ở đâu đây? Ôi, cứu, 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 cứu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tụi sói không cứu, không cứu bố đâu à? Con đang bắn nó. Bố. Ý tí, không sự kiên lên, đòn này bốt. Đây rồi. Biết rồi nhá. Mẹ đang căng thẳng, cứ gọi. Ây da, em bị kéo, ai, à. Thế rồi, thế rồi. Ây da, ây da, ui. Tùng lùi lại, Tùng. Ngài cứu. Tùng ơi, khóa con này vào cho bố. Khóa ao, ao, ao. Khóa vào Tùng sói ơi, phải khóa chúng nó. Khóa Tùng sói. Ao khóa. Ui rồi. Đau thế nhở. Cứu, 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 cứu. Đúng rồi, Tùng sói ơi, khóa nó vào. Ui rồi, mắt cái gì. Ô, mà nó lại Tùng. Đâu rồi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Đây sau lưng ngay ơi, xe lợi. Rồi. Chú ơi, chú nhặt tiền đi, chú. Để có nhiều nghìn. Chú ạ. À, chú nhặt tiền đi ra đấy. Chú nhặt tiền đi để nhiều nghìn ấy. Rồi, chú nhặt rồi, chú nhặt rồi. Con ở bên này nữa nì à. Chú, đây. Nữa nì à. Rồi, rồi, chú nhặt rồi, chú nhặt rồi. Nữa nì à. Đi thôi Tùng. Đi Tùng, nhanh lên. Con đi rồi. Đi đâu? Bố ra ngoài có thấy ai đâu? Đấy. Bố đâu? Nhìn ở đằng sau con này. Làm gì có? Thế con bị tàng hình rồi. Cái gì? Con bị tàng hình rồi, không nhìn thấy con đâu cả. Đây. Ồ. Ở kìa, bố nhìn thấy mà. Nào đi, nhanh lên nào. Bây giờ mới thấy. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, bây giờ mới thấy này. Thấy rồi. Nào đi nhanh lên, cũng chết bây giờ. Nào nào địch đến rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Uầy, hôm nay nó bị lag con ạ. Đấy, chú không thấy thật. Đấy, chú không thấy thật, bây giờ mới thấy này. Chú nhím bảo, lại chú nhím không thấy thật mà. Ừ, đấy đúng rồi. Ui. Nhưng mà khẩu đấy con phải bắn bằng chuột phải nhá, nghe chưa? Nghe rồi ạ. Ui, chú ơi khối. Ừ. Cả bố, chú đừng bỏ đi nhá. Rồi, cả rồi, ba chú... cầm của súng đúng khối, rồi, đúng rồi. Chú ba chúng bấm chuột bên phải đi. Đây, 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 đây. Chú bấm chuột bên phải chưa, đi. Đúng chưa, đúng chưa. Ui, lại còn okay, xong, đi, đi. Xong tử về kiếm của em luôn. Hợp lý, em sẽ nâng cấp khẩu này. Khỏe quá đi mất. Đừng cản chú lại, không cản được chú đâu, chú điên rồi. Không cản được chú đâu, Tùng sói ơi. Đi nhặt tiền đi. Đi nhặt tiền đi, Tùng sói ơi. Nhờ tiền quá chú ạ. Ừ, bây giờ con có 4.000. Bây giờ con có 4.000. Chú ạ, chú có mấy nghìn á, chú ạ? Chú có 4.500 thôi mà. Chú có 6.000 á. Ừ, chú có mỗi 4.500 thôi mà. Cái gì? 4.500.
4.500 á, con cũng có 4.000. Con là 7. 4.700. Đi nhanh lên ông ơi, người đếm tiền. 701. Ui. Thôi bot rồi anh. À chưa. Bot rồi. À bot rồi. Ui. Ừ. Hay phải có thêm người cơ anh ạ. Thế. Ừ. Phải có 5 người cơ. Thế thì chú kia đâu rồi ạ? Game này phải có 4 người thôi. Chú kia cái gì? Đến giờ đi ngủ rồi, tắt máy đi, nhanh lên. Thế thì chú kia đâu ạ? Chào chú nhím đi. Chào chú nhím ạ. Chào con sói nhá. Con sói không chắc chú ngủ ngon ạ? Tại sao chú kia đâu rồi ạ? Chú kia bận rồi. Cày thế. Chú kia không chơi được. Nào, tắt máy đi con. Rồi, chơi tiếp đi chứ, tao đi đường đi ngủ đã. Ok anh ơi, bye bye. Ok, bye bye nhá. Bye bye anh. Ờ nhờ, có em không bảo chào các chú cái chat FA.